dùng một trục số để so sánh 11,5 và 11,7. Được rồi, mình sẽ vẽ một trục số ở đây nhé. Và mình sẽ tập trung vào hai số là 11 và 12. Cả hai số thì đều là 11 cộng thêm với một phần thập phân. Vậy nên mình sẽ vẽ 11 ở đây và 12 ở đây. Mình sẽ chia đoạn từ 11 đến 12 thành hai phần bằng nhau. Sẽ có một vạch nhỏ ở đây và vạch này chính là 11,5 hay là 11 cộng với 5 phần 10. Mình đã xác định được 11,5 ở đâu 11,5 nằm chính giữa 11 và 12 Nó chính là 11 và 5 phần 10 Bây giờ thì mình sẽ tìm phần 10 ở đây Mình có 1 phần 10, 2 phần 10, 3 phần 10, 4 phần 10, 5 phần 10 6 phần 10, 7 phần 10, 8 phần 10, 9 phần 10 Và 10 phần 10 sẽ nằm ở 12 Được rồi, mình đã chia được đoạn từ 11 đến 12 thành 10 phần bằng nhau Vậy thì 11,7 ở đâu nhỉ? 11,7 sẽ là... đây là 11,6 và đây là 11,7 đây chính là 11,7, chính là 11 và 7 phần 10. Đây là 7 phần 10, vậy nên đây là 11,7. Và nhìn vào trục số này thì bạn có thể thấy là rõ ràng là 11,7 lớn hơn 11,5. 11,7 thì nằm ở bên phải 11,5. Vậy nên là 11,7 sẽ lớn hơn 11,5. Và thực ra thì bạn không cần phải vẽ một trục số để so sánh hai số này đâu. Bạn chỉ cần nhìn vào hai số này và bạn sẽ biết là 11,5 thì là 11 và 5 phần 10. 11,7 thì là 11 và 7 phần 10. Vậy nên rõ ràng là 11,7 lớn hơn. Bạn đều có phần nguyên là 11 nhưng phần thập phân của 11,7 lớn hơn.